Kính thưa các bạn trẻ, hôm nay là ngày đầu tiên các bạn được nghe giảng pháp từ một vị giảng sư đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho tầng lớp trẻ của chúng ta. Đó là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc đối với tuổi trẻ của chúng ta. Hiện diện trên pháp tòa ngày hôm nay, chúng con xin thành kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, giảng viên Phật học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, Bình Dương. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Và giờ này, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con cung thỉnh Ni sư từ bi hoan hỷ chia sẻ cho chúng con, cũng như chỉ dạy cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu tập, cũng như áp dụng những lời giảng dạy từ Ni sư giúp cho chúng con có cuộc sống được an vui, hạnh phúc. Chúng con xin cung thỉnh Ni sư Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Phước Thới của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ tại nơi đây. Con cũng xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức khóa tu mùa hè đang hy sinh công sức, tài năng, trí tuệ của mình để ươm mầm trí tuệ, ươm mầm Phật Pháp từ bi trong trái tim của các bạn trẻ Việt Nam thân yêu của chúng ta. A-di-đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, và theo sự chỉ giáo của ban tổ chức khóa tu mùa hè thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có một thời gian sinh hoạt cùng với nhau để sư Hương Nhũ được chia sẻ với các vị, với các em một cái pháp thoại mà sư rất tâm đắc với cái chủ đề khóa tu mùa hè năm nay, đó là trải nghiệm cuộc sống. Và do vậy sư rất mong rằng từng cái giờ nghe pháp, từng bước đi, từng lúc ngồi ăn chánh niệm, từng giờ sinh hoạt, từng trò chơi, cho đến những cái trại hè các em cắm dựng ngoài kia, đều để lại cho các em những cái kinh nghiệm, những bài học quý giá trong cuộc đời. Bởi vì cái chủ đề của chúng ta trong khóa tu mùa hè năm nay là gì hả các em? Xin cảm ơn và trong một tràng pháo tay. Các bạn trẻ thân mến, trong cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ đi qua những bước trải nghiệm cuộc sống. Nhưng nhiều khi con người ta sanh ra, lớn lên, rồi đi học hành, rồi đi qua cuộc đời này, người ta cũng chẳng biết rằng người ta đã trải nghiệm cái gì hết. Trải nghiệm là sao? Trải là phải đi qua. Trải là từng trải, đã đi qua. Nghiệm là phải suy nghiệm trở lại, suy nghĩ trở lại, để kinh nghiệm nó, để ý thức là cái việc mình đã trải qua, cái gì hay mình sẽ tiếp tục là sao làm cho nó tăng trưởng, phát triển lên thành những cái gì tinh hoa, tốt đẹp trong cuộc đời mình. Còn mình đi qua, mình trải nghiệm, mình hiểu biết ý thức cái gì không hay, không tốt, đem lại những quả báo ác nghiệp, chúng ta sẽ hóa giải, chúng ta không lặp lại nữa.
cái trải nghiệm này nó là một con người có ý thức để suy nghiệm cuộc sống này mới có thể dùng cái từ trải nghiệm. Và ban tổ chức khóa tu mùa hè đã dành cho các em một cái tên chủ đề thực tập trải nghiệm cuộc sống. Sư cảm thấy rất là hay. Nhưng vấn đề rằng sau những ngày tu, các em sẽ thực tập rồi thì các em trải nghiệm được gì? Các em sẽ rút được cho mình những bài học gì cho cuộc sống hôm nay và ngày mai? Do vậy, chủ đề pháp thoại hôm nay cũng là thực tập trải nghiệm cuộc sống. Bắt đầu từ một câu chuyện vui mà một bạn trẻ chúng ta đã trải nghiệm qua các bài học ở trong lớp và các khóa tu. Bây giờ những cái chương trình rất là hot đó, dành cho các bạn trẻ đó, thì người ta hay dạy cho các bạn phải sống có ý thức, tập thể, trách nhiệm, bảo vệ môi trường sống. Nhưng mà đi đến những cái nơi tập thể thì chúng ta hô hào bảo vệ môi trường, nhưng mà về nhà nhiều khi chẳng có biết bảo vệ môi trường là gì hết. Tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều là mẹ với bố làm hết. Mẹ bảo lau nhà, con mệt. Bố bảo quét nhà, con mắc học bài. Bố bảo giúp bố cái này, con mắc học thi. Là con mắc này, con mắc kia. Nhưng mà đi đến với tập thể thì mình là người đi đầu và hô hào bảo vệ môi trường to nhất. Tức là mình chỉ làm những cái việc gì? Nó là bên ngoài, nó là bề nổi. Nó là cái tuổi xúc xối của giới trẻ thôi. Khi nào mà chúng ta học những điều hay, chúng ta ứng dụng nó trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, mối quan hệ, xã hội, mới trở thành những tư lương quý giá để bước vào trong cuộc đời, để làm chủ tương lai đất nước, làm chủ chính bản thân mình hôm nay và ngày mai. Cho nên sư muốn nói với các bạn rằng để trải nghiệm cuộc sống thì mỗi một việc chúng ta làm, chúng ta sinh hoạt, vui chơi, ca hát, ăn uống, thiền tập, tụng kinh, ngơi nghỉ đều có ý thức trong đó mới có thể gọi là trải nghiệm. Còn không, chúng ta sống như một cái bản năng, đói thì bỏ vào miệng ăn, khát thì là đi bê nước uống. Người ta chơi, mình cũng hò hét nhảy múa. Người ta hát, mình cũng điên cuồng theo mà không biết để làm gì. Và do vậy, nó sống theo một cái cơn lốc của cuộc đời, thường là nước mắt khổ đau, chứ không có những cái gì, những cái trải nghiệm hạnh phúc được. Bởi vì mình không ý thức được là mình đang làm gì, mình đang tu học điều gì. Cho nên cái vấn đề trải nghiệm là bắt đầu từ cái bài pháp sáng hôm nay. Các bạn cần phải ý thức từng việc làm của mình, ngay như giờ nghe pháp thoại, lưng thẳng, chánh niệm. Và chúng ta chỉ có một giờ được nghe pháp, tại sao chúng ta lại phí phạm nó, để tâm hồn treo ngược ở cành cây, hay lả lướt điều hưu cùng ngọn liễu, hay để tâm nhớ cái chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện nhảy nhót rất là vô nghĩa ngoài kia. Chỉ một giờ thôi, rồi chúng ta lại chia tay nhau rồi. Lúc đó các bạn có muốn nghe sư nói nữa cũng đã hết. Cho nên hãy trân trọng từng phút giây trong hiện tại. Có như vậy chúng ta mới sau khóa tu mới có thể nói rằng những ngày tu tôi đã trải nghiệm được rất là nhiều bài học giá trị trong cuộc đời. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Rồi, cho một tràng pháo tay. Thế thì bây giờ có một bạn của chúng ta đã được học các bài học về bảo vệ môi trường. Cho nên trong một giờ học sinh vật, cô giáo mới nói: "Nào Tâm ơi, có thể nào Tâm cho cô giáo biết tại sao con khỉ là một loài động vật sau quá trình tiến hóa nó trở thành có hai chân thôi, thay vì nó là bốn chân như các loài vật sống ở trong rừng. Nhưng con khỉ nó chỉ có hai chân, nó cũng có lông lá, nó cũng có đủ mọi thứ của một loài vật trong rừng. Nhưng sau quá trình tiến hóa, tại sao con khỉ chỉ có hai chân thôi?" Thì bạn của chúng ta do đã được trải nghiệm những bài học về bảo vệ môi trường sống, cho nên bạn đứng lên và nói rằng: "Dạ thưa cô, con khỉ sau quá trình tiến hóa, nó chỉ còn có hai chân thôi, bởi vì nó ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Nó chỉ có cần mua một đôi dép thay vì hai đôi, và do vậy nó tiết kiệm được tiền bạc. Và đôi dép đó sau khi vứt đi, nó cũng không làm ô nhiễm môi trường như những con vật có quá nhiều chân rồi sẽ mang rất là nhiều dép và rất là tốn kém ạ." Các bạn nghe rõ chưa? Như vậy, những ai sử dụng những cái đồ vật mà sau khi chúng ta vứt vào thùng rác, bây giờ cái người ý thức là phải biết
cái rác này sẽ phân hủy và rác kia không phân hủy. Ví dụ dép nhựa, bao ni lông, túi sắt, những cái gì bằng cao su chúng ta phải để riêng, vì nó khi rơi vào mặt đất, xuống lòng đất, cả trăm năm nó cũng chẳng có hủy hoại. Nó làm hư đất, hư môi trường sống của chúng ta. Cho nên một bạn học sinh mà còn nói con khỉ nó có hai chân để nó tiết kiệm tiền và đồng thời nó bảo vệ môi trường. Còn chúng ta hình như bây giờ vứt vào thùng rác là may lắm rồi, chứ đừng có nói là mình sẽ phân loại, cái loại rác này là sẽ phân hủy và loại rác kia không phân hủy. Rác phân hủy là đó, rau củ quả sau khi cắt vạt bỏ đi, phải chưa nào? Những cái đồ mà chúng ta sử dụng mà khi chúng ta vứt ra, nó đi vào trong lòng đất, nó sẽ trở thành là phân xăng, phân bón, nó trở thành đất bùn. Thì đó là chúng ta trở thành một loại rác phân hủy. Còn những thứ mà nó tạo ra mà hầu hết là bằng các cái chất hóa học, tức là những cái chất tổng hợp. Những cái kiến các em đeo, cái gọng nó cũng có những cái chất tổng hợp hóa học, nó không thiêu hủy trong cái môi trường sống, thấy chưa nào? Đôi dép, cái cặp táp sau khi đã sử dụng xong, thấy chưa? Cái gói xôi các em ăn xong, nó có cái miếng ni lông đó, cũng không bao giờ hủy hoại được trong cái môi trường sống này. Thà cái lá chuối, cái lá mít, lá đa, nó trở thành phân xăng, phân bón, làm đẹp cho đất đai, cho làm giàu môi trường sống của mình. Nhưng những cái gì mà nó tổng hợp, nó sản xuất từ một quá trình điều chế của các nhà hóa học và công nghiệp thì nó sẽ không bao giờ hủy hoại được trong môi trường sống. Vì vậy, nếu chúng ta vứt bừa bãi hoặc chúng ta vứt rác mà không hề phân loại ra thì cuối cùng một cái hành động rất nhỏ vẫn là hủy hoại môi trường. Chính vì vậy, khi chúng ta ném cái gì vào trong môi trường sống, chúng ta sẽ biết chúng ta đang làm giàu đất mẹ hay chúng ta đang hủy hoại mặt đất mẹ. Cho nên sư muốn nói rằng có những việc làm rất đơn giản, các em đã hủy hoại công đức của chính mình. Trong khi cuộc đời này em nào lớn lên cũng muốn giàu có hết. Bạn gái thì vào cái tuổi là 16, 17, 18 thì bắt đầu là suy nghĩ đến một cái người bạn đời trong tương lai dễ thương, rồi là có đạo đức, con nhà giàu, học giỏi. Bạn trai thì nghĩ đến một bạn gái xinh xắn, dễ thương, đảm đang, tháo vát, hiền hậu để mai mốt làm vợ mình. Tức là cái chuyện mà các em suy nghĩ đến đối tượng khác phái thì 13, 14 tuổi các em đã biết nghĩ rồi. Có kiêng cách mấy cũng không được đâu, nó là tâm lý tự nhiên. Nhưng các em muốn ước ao cái gì cũng không thành sự thật nếu các em không có phúc đức. Các em có phúc đức, các em ước sẽ thành tựu. Còn cái con người hủy hoại môi trường, sống trong gia đình làm đau lòng cha mẹ, đi đến lớp thì không hoàn thành cái nghĩa vụ học hành, chơi, học sinh cá biệt. Có những người làm cho mẹ khóc, cho cha buồn, nhưng mà ngày mai tiếp tục làm. Vì sao? Bởi vì cảm thấy nước mắt có nghĩa gì đâu, có chết chóc ai đâu. Cho nên một câu nói làm cho mẹ khóc, mai nói nữa. Ví dụ mẹ chỉ nói, con ăn cơm chưa, con học bài chưa. Thì các bạn đây nè, cái tuổi 13, 14 đó nè, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Con đâu phải là con bé đưa trên nôi đâu mà mẹ nhắc mãi. Thì mẹ đã rưng rưng nước mắt rồi. Nuôi con tới bằng tuổi này chỉ biết gắt gỏng và phản ứng lại bố mẹ mà thôi. Như vậy chúng ta không có một cái trải nghiệm gì hết. Chúng ta đến với khóa tu lấy tên thực tập trải nghiệm. Nhưng cái gì hư, hao, xấu, ác vẫn tiếp tục làm. Có phải là trải nghiệm cuộc sống không các em? Không hề. Còn chúng ta biết cái điều đó hay, tốt, chúng ta phải tiếp tục thực tập, lặp đi lặp lại cho nó tốt hơn, cho nó tăng ra nhiều công đức nhiều hơn. Và hôm nay sư muốn nói với các em rằng những việc gì quý thầy nè, quý sư nè nhắc nhở các em nên làm, đó là những việc sẽ tăng phước đức. Có phước đức mới giàu, có phước đức mới thông minh, có phước đức mới học giỏi, có phước đức nữa lớn lên mới có là vợ đẹp con ngoan, mới có chồng sinh con quý. Còn các bạn có trang điểm cách mấy, có vẽ vời cách mấy, có ước mơ cách mấy, những điều đó cũng trở thành vô hiệu hóa số 0 bởi vì không có phước đức. Do vậy cái bài học đầu tiên các em phải học trải nghiệm cuộc sống là mình mỗi một ngày chỉ làm tăng trưởng công đức và phước đức của chính mình qua lời nói, qua những ý nghĩ và việc làm của mình. Các em có nghe như vậy, có hiểu hay không?
quá tốt, cho một tràng pháo tay. Thế thì bây giờ quý thầy bảo các em ngồi ngay ngắn, lưng thẳng nghe pháp. Các em đều chấp hành như vậy là các em đang tạo ra phước đức cho mình. Vì thầy là gì? Thầy là người thay mặt cho cha mẹ mang một cái vốn liếng tri thức, trí tuệ và tâm từ hướng dẫn cho các em. Các em phải nghe. Mà mình biết nghe lời tức là mình đang tạo ra công đức cho mình. Nhờ công đức biết nghe lời, đến trường, đến chùa nghe lời thầy, cô, ở nhà nghe lời cha mẹ. Công đức đó, Đức Phật dạy, người có hiếu đạo, đó là người tạo ra vô vàn công đức cho mình hôm nay và ngày mai. Cho nên có một cái động tác ngồi nghe pháp mà cũng tạo ra công đức nữa. À có chứ, vì cũng ngồi đây và nghe, và cũng ngồi đây và nghịch. Hai động tác đó, một động tác tạo ra công đức, một động tác phá đi công đức, phúc đức của mình. Đức Phật dạy này, những người có lòng hiếu đạo, tức là biết nghe lời, người lớn đó, thì giống y như mình ở trong nhà, muốn có chư thiên, lập tức có chư thiên. Muốn có Phật, lập tức có Phật. Muốn có Bồ Tát, lập tức có Bồ Tát. Muốn có Thánh Tăng, lập tức có Thánh Tăng ngự trị trong nhà của chúng ta, trong trái tim của chúng ta. Nếu người đó phải là người biết vâng lời, dễ dạy, hiểu đạo. Nhưng có nhiều người cho cái chuyện đó là chuyện nhỏ, không quan trọng, không cần thiết. Cho nên cuộc đời thăng trầm, ba chìm, bảy nổi, mấy chục cái lên đên. Nhìn lại, sao đời tôi khổ thế này? À thì ra, người đó ở nhà chẳng có nghe lời cha mẹ, đến trường thì chẳng biết vâng lời thầy cô. Cho nên cái bài học trải nghiệm cuộc sống đầu tiên, các em phải biết rằng vâng lời, hiếu đạo sẽ đem cho các em phước báo, an lành và hạnh phúc cho hôm nay và cả tương lai ngày mai. Và khi chúng ta có cái ý thức rằng khi chúng ta nghe lời thầy, chúng ta có công đức, thì chúng ta lập tức, cái chuyện nghe lời không có gì khó khăn. Chẳng hạn thầy bảo ngồi, lưng thẳng, chánh niệm, các em làm một cách dễ dàng. Bởi vì khi mình vẹo qua vẹo lại là tự mình muốn thưa với thầy là thầy ơi, con không phải là tuổi thiếu niên, mà con là nhìn cái thân xác thôi, nhưng mà tâm hồn con đã già nua, cằn cỗi. Con đã 70, 80 tuổi rồi. Cho nên thầy cho con ngồi có một tiếng à, mà con vẹo qua vẹo lại, đau khổ biết bao nhiêu. Thế thì đây là những người không chỉ già, mà còn bị mù hoặc điếc nữa. Chứ người già nghe pháp tuyệt vời. Nghe pháp một tiếng, hai tiếng vẫn còn la, xin thầy con nghe nữa, vì thời con còn trẻ, con nghèo, con khổ, con vất vả, con không biết Phật pháp là gì. Còn bây giờ mình quá trẻ và mình biết trong một ngày thời lượng đi qua, nghe pháp rồi sau đó những chương trình khác, học cái gì là mình tiếp nhận, tiếp thu tốt nhất của cái giờ đó. Đó là người thông minh, có trải nghiệm trong cuộc sống. Giờ nghe pháp thì lại nói chuyện, giờ sinh hoạt chung thì lại đi kiếm cái gì ăn, giờ người ta ăn thì bảo là buồn ngủ, giờ người ta ngủ thì khều móc bạn bè. Cái người đó không có một cái trải nghiệm gì hay ho trong cuộc sống này. Người ta dùng cái từ là quậy, cá biệt. Và giống như bạn của chúng ta nói, bố ơi, cô giáo nói con khỏe lắm, một mình con mà kéo cả lớp tụt hậu, đứng chót lớp luôn. Đây lớp đạt danh hiệu tiên tiến là lớp đó không có học sinh yếu kém. Nhưng một người yếu kém thì cả lớp mất danh hiệu tiên tiến. Cho nên bạn bảo bạn khỏe lắm vì một mình bạn kéo cả lớp tụt hậu. Bạn nói bạn không biết, bạn là nhân tố, gọi là sao? Một con sâu làm giàu cả nồi canh. Cho nên cái trải nghiệm của các bạn trẻ của chúng ta ngồi hôm nay ở đây, cái gì học hay tiếp thu, lĩnh hội, ghi nhớ. Thầy trụ trì nói với sư, nhiều bạn đã trải qua 3 khóa tu hết rồi, ở đây mở ra 3 lần tu. Có những bạn tu đủ 3 lần, có những bạn lần đầu tiên mới đến. Điều đó không phải là quan trọng. Người tu 3 lần, 30 lần, 300 lần mà không biết ý thức bản thân mình vẫn là con số 0. Còn người chỉ tu 1 lần mà biết cái gì đem lại phúc đức, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thì làm theo. Tự nhiên mình sẽ thu hoạch được một vụ mùa rất thắng lợi. Nhưng nếu chúng ta đã trải qua 3-4 lần tu
mà không trải nghiệm được những điều gì hay ho thì chúng ta đâu có xứng đáng làm đệ tử ngoan hiền của Đức Phật. Đức Phật trước khi thành đạo, Ngài cũng trải nghiệm một đời sống như chúng ta, cũng là cha mẹ sanh ra, chứ không phải tự nhiên ở dưới đất chui lên hay trên trời rớt xuống một con người để thành Phật. Có điều cái phước báo của Ngài là sanh ra ở cung vàng điện ngọc kinh thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ. Mà bây giờ đó, Ca Tỳ La Vệ là ở Nepal, vương quốc Nepal. Các em đi Ấn Độ thăm đất Phật, các em phải lấy thêm một cái visa nữa là visa vào Nepal. Các em mới vào được vương quốc Nepal để thăm Lâm Tỷ Ni, nơi Đức Phật đã đản sanh tại đó, Thái tử Tất Đạt Đa. Sanh ra ở đó, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Già. Nhưng hôm nay sư không nhắc lại cuộc đời Đức Phật để làm gì. Sư chỉ nói với các em rằng Đức Phật cũng trải nghiệm một cuộc sống rất có ý thức, rèn luyện, đàng hoàng. Chứ không phải sinh ra cái thành ông Phật từ nhỏ tới lớn. Có ai mà sinh ra thành thánh lên là thành Phật liền hết, mà đều phải là được rèn luyện. Mà muốn rèn luyện cho nên con người là phải biết ý thức điều hay lẽ phải, và phải biết cái dở, cái xấu, cái ác mà tránh xa. Ở đây các khóa tu này chỉ mong các em ý thức được cuộc sống để các em sống tốt, chưa nói để thành Phật thành thánh, mà hãy thành nhân. Các em phải thành nhân khi đã được tham dự các khóa tu mùa hè. Cuộc đời mình đã có một kinh nghiệm được đến với chùa Phước Thới tham dự khóa tu mùa hè, mà ngày mai này mình trở thành tội phạm thì đó là rơm rác chất lên trên mặt quý thầy quý sư. Hồi nhỏ con có kinh nghiệm gì không? Con có cái kỷ niệm gì không? Nói có, tôi đã từng đến tu khóa tu mùa hè, có rất là nhiều quý thầy. Khi tôi đang ngủ, thầy lại thức. Khi tôi ăn, thầy chưa được ăn. Khi tôi ca hát, thầy phải suy nghĩ làm gì cho các em học được những bài học hay trong cuộc đời. Nhưng mà giờ phút này sao trở thành tội phạm như thế này? Là vì sao? Mình không có trải nghiệm được cái gì hay ho trong khóa tu hết. Mình chỉ đến đây vì nó đông, vui, và chỉ thừa cơ để phá hoại. Các em biết những con người đó lớn lên không cần thầy bói đâu, nhìn là biết con người đó nghèo, khổ, và cái giàu, cái tiền nó đến chỉ một ngày và ngày mai nó sẽ ra đi. Những người mà không có ý thức, không biết vâng lời, không hiểu đúng sai, thế nào là lẽ phải đạo đức trong cuộc đời, thì cái con người đó cho dù làm bất cứ cái gì đi chắc nữa cũng nghèo khổ thôi. Muốn cái gì cũng không thành hiện thực, bởi vì luôn luôn làm đau lòng cha mẹ. Đức Phật nói ta từ muôn kiếp mà nay từng trải qua những kiếp làm chuyển luân thánh vương và nay thành Phật, bởi vì từ vô lượng kiếp, kiếp nào ta cũng là người con có hiếu cả. Từ vô lượng kiếp Đức Phật nay thành một vị Phật trí tuệ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà Ngài nhập Niết Bàn gần 3 thiên kỷ rồi, chúng ta vẫn lạy và vẫn lạy đến muôn đời. Bởi vì kiếp sống nào Ngài cũng là người con đại hiếu. Như vậy cái bài pháp sáng hôm nay để chúng ta phải nhắc lại rằng phải dừng lại những việc làm tự phá hoại công đức của chúng ta. Đừng nghĩ ngày mai tại sao con nghèo, con khổ. Thậm chí xuất thân từng từ gia đình giàu có, ruộng vườn, địa vị trong xã hội vẫn nghèo khổ là vì khi còn bé mình không gieo các nhân lành. Đừng nghĩ mình sống ruộng của cha mẹ đây, đất của ông bà đây, nhà cửa đây, rồi mình sẽ nương vào đó mà sống. Phật dạy vạn pháp vô thường, chúng ta sẽ nghèo, sẽ đói, sẽ khổ và chết trong cô đơn không xa đâu, nếu chúng ta không ý thức được những điều gì chúng ta phải làm cho hôm nay. Mà không chỉ là cha mẹ, chúng ta đến với ai, với bạn, với thầy, với xã hội, với chúng sanh, chúng ta không làm đau lòng, tổn thương chúng sanh, bất cứ con người hay con vật. Những người như vậy mới có thể là có phước báo, hạnh phúc, an vui. Và các em có ước mơ giàu sang gì đó cũng phải trên cái nền tảng của con người, tin nhân quả và đạo đức. Các bạn bây giờ lệch lạc lắm. Các bạn gái nghĩ là mình đẹp, mình sẽ hạnh phúc. Các bạn trai nghĩ mình có tiền, sẽ hạnh phúc. Đó là những suy nghĩ quá sức sai lầm. Thiếu gì các cô hoa hậu đến kiếm sư khóc, sưng cả mắt.
hoa hậu phá thai, hoa hậu đau khổ, hoa hậu bị phụ bạc. Đó, đẹp đó. Cô ta không có phúc đức, cô ta vẫn khổ đau. Nhiều bạn trai sinh ra trong gia đình rất giàu có. Bây giờ đến với sư nói, thưa sư, giờ con không biết con muốn gì, có lẽ con muốn chết. Trong khi gia đình rất giàu có, nhưng mà bạn không tạo ra những nhân lành phúc đức. Trong những khóa tu như thế này các bạn, ôi chuyện con nít đến nó làm gì? Bạn không học được điều gì hay. Các bạn biết, ngày xưa Đức Phật trước khi thành Phật, nếu không đi tu, Ngài làm vua. Muốn làm vua là phải văn võ song toàn. Thái tử cũng phải học. Không có ai mà tự nhiên làm một cái thằng lười lớn lên làm vua cả. Vua tham, vua sân, vua si là dân sẽ nghèo đói. Cho nên muốn làm điều gì cũng phải có đạo đức. Muốn có đạo đức phải nghe Phật Pháp. Nhiều vị giáo sư ở trong các trường đại học đã nói với sư rằng những cái giáo trình công dân giáo dục trải dài cả năm có khi không chất lượng bằng một thời Pháp của quý thầy, quý sư. Tại sao? Quý thầy, quý sư nói bằng tiếng nói từ trái tim mình, yêu thương chân thật, xót thương các em mà nói. Chứ không phải nói để các em học thuộc lòng rồi thi, để pass qua điểm học kỳ rồi lên lớp, mà không biết các em có thực hành được bao nhiêu phần trăm. Lớp 3 không cần biết chuyện đó. Chỉ cần biết rằng là điểm số như vậy là lên lớp. Có những cách giáo dục sai lầm như thế. Còn quý sư, quý thầy là đang trồng, đang ươm trong trái tim các em những hạt giống tâm hồn. Hạt giống đó khi đâm chồi nảy lộc là đem lại hoa hương, sưởi ấm tâm hồn các em, làm đẹp quê hương đất nước. Chứ không ươm trong tâm các em những con rắn độc, để rồi cắn chết các em và làm cắn chết cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, đồng bào. Cho nên những bài học Phật Pháp, những giá trị tinh thần vô cùng lớn lao, nó rất quan trọng trong những khóa tu mùa hè. Và sư nhắc lại chuyện Đức Phật. Khi chính Ngài là Thái tử, là con vua, con của Hoàng hậu, nhưng mà cái lễ hạ điền là chính vua và hoàng hậu phải ra tận cánh đồng để làm lễ cho toàn dân, bắt đầu bỏ những hạt lúa xuống. Làm lễ là cầu nguyện trời đất để cho người dân sẽ có một mùa vụ tuyệt vời, cho dân được ấm no. Cái điều đó, đọc chừng đó thôi là sư phải học rồi. Mình làm cha, làm mẹ của muôn dân, mình phải có đạo đức. Mình phải nghĩ cái vụ mùa này cấy xuống, dân có được no đủ không? Ngày xưa đâu có phương tiện khoa học kỹ thuật. Vua hoàng hậu phải ra tận cánh đồng mà quỳ ở đó, mà xin trời đất hãy cho mưa thuận gió hòa. Nội cái tấm lòng đó thôi, cảm động đến trời, đến đất, mà cho cái vụ mùa đó được bình yên, khí hậu đó được êm mát, để mà người dân cày cấy được an hòa. Bây giờ có những con người làm lớn, các em mà không nghe Pháp, không tu tập, mình làm lớn lên mình chết, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi thôi. Và người ta sẽ cười đất nước Việt Nam của mình. Sau 4.000 năm văn hiến mà bây giờ cuối cùng nó lại quá tàn tệ, đạo đức nó xuống cấp và chỉ biết tiền. Cái suy nghĩ nặng vật chất bây giờ đã đi về cả vùng nông thôn. Cho nên sư cũng nói thật với các bạn rằng, để đến được một khóa tu, sư phải từ chối nhiều khóa tu. Cả nước nhiều nơi mở khóa tu mùa hè, mà ngày tháng giờ giấc của mình có hạn, không phải nơi nào mình cũng đến được, mặc dù là ngày nào mình cũng đi. Nhưng chẳng hạn như hôm nay đến đây thì phải hy sinh một cái nơi khác mình không đến được. Thì người được nghe Pháp mà không ghi nhận, không thực hành, các em đã vứt đi những cái vốn quý giá vào thùng rác, và các em nạp những điều xấu xa vào con tim, khối óc của mình. Cho nên phải đạo đức, phải sống tốt từ nhỏ thì lớn mới tốt. Chứ không ai lớn và tự nhiên tốt được. Nhỏ quậy phá, bất hiếu, ích kỷ, ganh tị, mà lớn lên tốt không có đâu. Muốn lớn tốt, nhỏ phải ươm mầm, đạo đức phải tốt. Trên khóa tu mùa hè là phải mở ra. Và những cái vùng như thế này nè, là thầy trụ trì mới tiếp nhận các em học sinh cấp 2, cấp 3. Các em hỏi các đại đức chùa Hằng Pháp đi. Đối tượng đến chỉ có sinh viên mà vẫn còn phải giới hạn.
cấp 2, cấp 3 làm sao mà bước được tới chùa Hằng Pháp trong khóa tu mùa hè? Không có chỗ đâu. Cái gì nó cũng có giới hạn. Nếu chùa Hằng Pháp mở rộng maximum thì vài chục ngàn là bình thường. Ai mà làm nổi? Chưa kể là đủ thứ thành phần vào đó để quậy phá hay sao? Cho nên mình được đến với khóa tu là mình phải biết là mình có phước rồi đó. Mình khỏi cần chờ ngày mai lớn lên chùa Hằng Pháp. Ngay bây giờ chúng ta được tu tập, được nghe Pháp. Và vấn đề là chúng ta có thực tập, có thực hành mới gọi là trải nghiệm cuộc sống. Thế thì bây giờ sư nhắc lại chuyện vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ra ngoài tận những cánh đồng bạt ngàn để làm lễ hạ điệt, dâng hương, dâng đèn, cầu trời đất cho dân chúng có một vụ mùa tốt đẹp. Mà lúc đó thái tử Tất Đạt Đa mới có 10 tuổi thôi các em. Nhưng trong cái nhịp rộn ràng, ca múa, trống kèn, đèn phách rầm beng như vậy, người ta bỗng nhiên không thấy thái tử Tất Đạt Đa, tìm không ra. Rồi vua Tịnh Phạn mới hỏi hoàng hậu rằng: nàng có thấy con trai của chúng ta đâu không? Thì không, tìm không thấy. Trong khi tất cả mọi người dân lớn nhỏ đều nhảy múa hát vang trời, để cho quân sĩ tất cả bộ đi, đi tìm. Thì các bạn có biết tìm thấy thái tử ở đâu không? Thấy thái tử lúc đó đang ngồi dưới một gốc cây, gốc cây rất lớn, gốc cây lâu năm, tàn che ra bóng mát, và ngồi thẳng lưng, mắt khẽ nhắm lại, lưng thẳng, chánh niệm. Và mới 10 tuổi thôi, thái tử đã đang nhập vào thiền định. Mà người ta còn khẳng định rằng cái lúc thiền định đó, ngài đã vào trong các tầng thiền: sơ thiền, ly dục, ly bất thiện pháp. Mình cứ nghĩ 10 tuổi mình chỉ biết đòi ăn với đòi ngủ, và bây giờ mười mấy tuổi rồi mình cũng chỉ làm khổ mẹ cha. Có khi nào mình ngồi xuống tĩnh lặng, hít vào thở ra, vạn pháp chung quanh không làm quấy nhiễu đến mình. Vậy thì hôm nay sư cho các em cái kinh nghiệm đó, là có những lúc có một mình, chúng ta đừng có đi tìm tiếng nhạc, chúng ta đừng có là phải kiếm âm thanh ồn ào, nhạc rock, nhạc rác gì đó. Mà những lúc có một mình, nếu được, hãy tập ngồi xếp bằng, lưng thẳng, chánh niệm, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Không để cho các vạn pháp chung quanh quấy nhiễu, không nghe chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, ăn chơi, Facebook, chit chat gì hết, không bị quấy rầy. Đó là chúng ta học Đức Phật một chuyện rất nhỏ thôi, mà lúc đó ngài còn làm thái tử. Rồi khi lớn lên, mặc cho được nuông chiều trong cảnh cung vàng điện ngọc, muốn cái gì cũng có, là con trời mà. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cảnh người ta già là đã suy nghĩ: tại sao con người ta lại phải già mà không trẻ mãi? Thấy người ta bệnh là đã suy nghĩ: tại sao con người ta không khỏe mạnh hoài? Và thấy con người ta chết là thái tử đã suy nghĩ: tại sao con người ta lại không sống mãi? Cho nên bên cạnh thế giới chúng ta đang sống lại còn có là nghĩa trang, còn có các hũ cốt, đó là thế giới của những người đã chết. Như vậy, một bài học nữa sư nhắc cho các em, đó là gì? Vạn pháp là vô thường, cái gì đi rồi không trở lại. Muốn cái gì được cái đó, không phải vậy đâu. Nó sẽ qua đi và sẽ không bao giờ trở lại. Nhất là những cái phúc báo của chúng ta không biết gìn giữ, không biết tu tập cho tăng trưởng, rồi sẽ mất tất cả. Như vậy, từ khi 10 tuổi là thái tử đã có một cái khả năng nội quán tỉnh thức. Cho nên đó là những gì rất đặc biệt của một con người trí tuệ. Đức Phật nhìn thấy cảnh đời sanh già bệnh chết là ngài giác ngộ. Không thể nào cứ sống hưởng thụ rồi chết, mà phải tìm một con đường đi. Con đường đó mà bây giờ đây, quý sư quý thầy đang đi theo ngài đây. Con đường đó là xả ly dục lạc của thế gian, không vợ không chồng, không con không cái, nhưng mà rất là hạnh phúc,
rất bình yên, rất tuyệt vời. Cho nên các sư mới giảng cho các em nghe. Chứ sư bây giờ cũng bề bộn, vợ con tùm lum hết tài sản rồi, làm sao nói? Ngồi đây nói mà con nó khóc ở ngoài kia làm sao nói? Ngồi đây nói mà ngồi nghĩ chết cha rồi, tài sản không biết có bị mất mát không, sao nói? Cái người xả ly, cái người đó mới có hạnh phúc. Cho nên các em đừng có tập tính tham lam. Dù tại gia hay người xuất gia mà không tham đều có hạnh phúc. Các em có đồng ý như vậy không? Cho nên sư nhớ hồi nhỏ sư đi tu, lúc đó mới có là vừa tốt nghiệp đại học 21 tuổi đầu à. Đó, lớn hơn các em vài tuổi. Sư thấy đời nó vô thường quá, sư đi tu mà. Mà vô tu mới 21 tuổi, ai cũng hỏi sao đi tu vậy? Bộ thất tình hả? À, mấy bạn lớn á. Xong sư mới nói với sư bà là cái gì mà ai cũng hỏi mình có thất tình không mà đi tu? Sư nói sorry, xin lỗi nghe. À, vì tôi quá yêu cuộc đời này, tôi không thích yêu riêng một con người nào, tôi mới đi tu chứ. Thì sư bà mới dạy cho sư một bài hát, sư bà sáng tác. Một hôm có người hỏi em lý do xuất gia tu tầm đạo, sao em tu còn trẻ, có khổ sầu hay bất mãn gì không? Em mím nụ cười hiền, duyên dáng đáp lời. Em đi tu vì em yêu chân lý Phật Đà, lý giác ngộ, lòng từ bi bác ái, vị tha của Phật Thích Ca. Học theo Đức Phật, bác ái vị tha, cho nên em đi tu. Thì các bạn về đây tu tập cũng phải học Đức Phật, bác ái là tâm từ, vị tha là biết nghĩ đến người khác. Mà cứ nhớ cái từ đó để thấy rằng mình quá ích kỷ, mình làm khổ đau cha mẹ nhiều quá. Vị tha là nghĩ tới người khác, mà giờ nghĩ tới cha mẹ trước là vì các em đang sống với cha mẹ. Còn cái người trưởng thành rồi á, là còn phải nghĩ đến gì? Công việc của mình. Người đi làm, giám đốc phải nghĩ tới nhân viên, tới người lao động, tới vợ, tới con, tới nhiều mối quan hệ. Còn các em đang sống trong gia đình, nghĩ tới cha mẹ thôi, mà cũng không bao giờ nghĩ tới, chỉ nghĩ tới cá nhân mình. Có tiền không mẹ? Có tiền không? À, chi vậy con? Có tiền là giải quyết được hết mẹ. Sư nói các em sai, xin lỗi các em, tiền không giải quyết được. Cuộc đời này muốn thành tựu phải có cái gì? Quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Cái phúc đức đó phải tu tập, phải ưa mầm từ bây giờ chứ không đợi ngày mai. Sao có nhiều bạn trẻ bây giờ vô mà nói chuyện hot hết gì thích lắm, chuyện mà ngôn ngữ thời đại của các bạn rồi đó, trong Facebook phê đồ đó. Sao sư thấy các bạn dùng quá phí phạm thời gian, mà trong khi tâm hồn các bạn đã chất đầy những cái hạt giống xấu rồi, sư không bao giờ tiếp tục bỏ thêm cái gì vào đó nữa. Bây giờ phải rửa sạch những cái đó đi. Nếu mình muốn trở thành một con người thành nhân thôi, sư chưa nói thành Phật, thành Thánh. Trải nghiệm cuộc đời của mình phải trung thực, phải yêu thương, phải biết nghĩ đến muôn người. Cho nên về sau khi Đức Phật đi xuất gia, Ngài cũng giáo hóa cho tăng đoàn, cho chúng sanh phải biết nghĩ đến người khác, các chúng sanh khác. Cho nên giới đầu tiên Đức Phật dạy là không sát sinh hại vật, tức là đừng có làm tổn thương đến người khác. Điều đầu tiên Đức Phật dạy tâm từ bi. Nhưng mà nói tâm từ bi là cái gì nhiều người không hiểu, cho nên nói một cách cụ thể là đừng làm tổn thương người, đừng giết hại sanh vật, hãy tôn trọng bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người. Đó là giới đầu tiên, đó là không sát sinh hại vật. Các em nghe rõ không nào? Đức Phật thành Phật, Bồ Tát là Bồ Tát, thánh nhân là thánh nhân nhờ cái tâm từ bi này. Ai muốn thành Phật cũng thành Phật đâu. Ai muốn hạnh phúc, muốn an vui, muốn giàu có, muốn khỏe mạnh, ít bệnh tật thì đừng có sát sinh hại vật, đừng có làm tổn thương người khác.
Các em bây giờ là chưa bao giờ biến giết con gì rồi đó. Mà ở nhà cha mẹ cắt cổ gà làm lên ăn thôi. Nhưng bây giờ đi nghe pháp rồi này. Mẹ ơi, con nghe sư dạy đừng có sát sinh. Xin mẹ đừng cắt cổ con gà, con không muốn như vậy. Đức Phật nói không có công đức nào bằng giúp cha mẹ tà kiến đi vào chánh kiến. Cho nói thôi con đâu có sát sanh, con đi tu mà, má giết đi con ăn. Không phải. Con học được bài học yêu thương sinh mạng của các loài. Những cái bạn trẻ đó mới là số một. Có nhiều cha mẹ nói xưa ơi, đi tu khóa tu mùa hè, chùa Hoằng Pháp về giờ đòi ăn chay. Trời ơi, khổ tâm hết sức à. Khổ gì? Con mình đi theo con đường biết bảo vệ sinh mạng của chúng sanh mà khổ cái gì? Thức ăn tinh khiết trong sạch, không làm tổn hại mạng sống. Sư nói trước, nhỏ đã học được cái bài học đó rồi, lớn lên không có giết hại sinh mạng. Lớn lên không có đi là nhà hàng nhà hiếc mà đãi người ta bằng những cái món ăn toàn giết hại sinh mạng. Có biết đâu là chiến tranh nè, đau khổ nè, chết chóc nè, cũng từ những cái bữa ăn mà ra. Đó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đừng có làm tổn hại các sinh mạng. Hãy yêu thương muôn loài. Đó là hạt giống từ bi. Đức Phật dạy cho tăng đoàn, rồi dạy cho tất cả các hàng đệ tử tại gia xuất gia cái giới không có giết sát, không làm tổn thương. Chính vì cái tâm từ đó mà Ngài thành Phật. Còn mình là con của Phật. Phải không nào? Sakyadita là con gái Đức Phật. Các con gái của Đức Phật là phải dễ thương, phải ngoan hiền, phải từ bi trí tuệ. Con trai của Đức Phật thì sao? Phải có niềm tin, chánh kiến. Chứ con trai lớn lên coi bói không ai bằng. Con trai lớn lên thì làm tất cả những chuyện gì tà vậy. Cho nên trải nghiệm cuộc sống hôm nay để chúng ta thấy những gì xấu ác không làm nữa. Về sau này La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa đó, cũng theo Phật đi xuất gia. Mà khi đi theo Phật xuất gia rồi đó, thì La Hầu La có một cái bệnh rất là nặng, đó là bệnh nói dối. Ở đây nhiều bạn nói dối lắm. Tại vì nói dối thì sao? Dễ quá. Nói dối không mất đồng bạc nào hết. Nói dối là muốn nói gì nói. Nói muốn làm tổn thương người ta thì nói, mà muốn nói lấy lòng người ta thì nói. Nghĩa là cái lời nói không bao giờ thắng được, không kiểm soát, không mất mát cái gì hết. Nhưng quả báo của lời nói rất lớn. Nếu các con không giữ giới về khẩu nghiệp, đó là con đường đi địa ngục. Thầy trụ trì nói các em bây giờ thích nghe pháp rồi sư Hương Nhũ ơi. Cho nên sư phải nói cho các em hiểu những điều đó. Thì ngày xưa La Hầu La nói dối lắm. Nói dối sao các em có biết không? Người ta tới, người ta kiếm Đức Phật. Người ta mới thấy La Hầu La lúc đó là một chú tiểu đi xuất gia. Phải không nào? Nói chú tiểu ơi, có biết Đức Phật đang ở đâu không? Lúc đó Đức Phật đang ở trên núi Linh Thú. Ta lên tới tận núi Linh Thú, người ta hỏi. Mà La Hầu La dám nói rằng Đức Phật đang ở kỳ viên tinh xá. Thế là người ta phải đi, đi xa lắm. Trời thì nắng, phương tiện xe cộ ngày xưa khó khăn. Ta tin là người tu phải nói thật. Ta đi tuốt tới kỳ viên tinh xá. Tới nơi, người ta bảo Đức Phật là ở trên Linh Thú Sơn chứ đâu có ở đây. Người ta lại phải cất đi mấy ngày trời trở về Vương Xá Thành để lên Linh Thú Sơn. Mà lên tới nơi Đức Phật đi hóa độ rồi, đi vào trong thành hóa độ rồi. Nghĩa là Đức Phật ở A thì La Hầu La cứ nói B. Đức Phật ở điểm B, La Hầu La nói C, D. Cuối cùng cái chuyện đó tới tay của Đức Phật. Mà các sư lớn dạy La Hầu La không biết nghe lời. Một ngày kia Đức Phật gọi La Hầu La lại và nói, này con, hãy đem nước lại cho Như Lai rửa chân. Cái La Hầu La đi múc một thau nước đến và đặt bàn chân của Phật vào để rửa. Rửa xong rồi thì nhấc chân Phật ra lấy khăn lau khô sạch sẽ và cẩn thận. Sau khi rửa chân cho Phật xong rồi thì Phật mới nói, này La Hầu La, cái thau nước dơ đó bây giờ con có làm được cái gì nữa không con? Có nấu ăn được không con? Có rửa mặt được không? La Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, thau nước này đã dơ rồi, không thể đem đi nấu ăn được, không thể rửa mặt được, không làm gì được hết.
Đức Phật mới nói cũng vậy con ạ. Người nói dối cũng giống như thau nước dơ kia, không sử dụng được việc gì nữa, dù là nó cũng là nước. Nước dơ, nước đã rửa chân, cho nên chỉ hất đổ đi mà thôi. Nếu các con là người nói dối, hãy nghĩ mình giống như một chậu nước dơ kia. Các con nghe rõ chưa? Như vậy thì mình tội gì trở thành chậu nước dơ? Khi nào nói dối hãy nhớ chậu nước dơ. Tôi không thể là chậu nước dơ, tôi là nước sạch, nước để cúng Phật, nước tinh khiết trong lành, nước để nấu cơm cho cha, cho mẹ, nước để uống qua cơn khát. Như vậy một bài học phải trải nghiệm hôm nay là đừng nói dối. Người nói dối bị một quả báo là khi lớn lên mình nói không ai tin tưởng. Sẽ có những bạn nói tôi lớn lên tôi sẽ đi tu. Các bạn nam nói sẽ giống như thầy trụ trì nè, giống như quý thầy chùa Hằng Pháp nè. Phải không nào? Quá trí tuệ, quá từ bi, rất là dễ thương. Các bạn gái nói sẽ có bạn nói tôi thích đi tu như sư. Nhưng cũng có người nói tôi sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, vân vân. Các bạn muốn ước mơ gì cũng được hết. Nhưng mà nếu nói dối thì làm, ông thầy nói cũng chả ai tin. Cái quả báo mình đã bị gieo từ nhỏ, hạt nhân xấu rồi. Nói láo quá trời luôn. Ai mà dám mời giảng kinh thuyết pháp, nói một chuyện đơn giản ta còn không tin nữa mà. Lấy gì mà nói chuyện lớn lên đi hoằng pháp. Nói dối với cha, với mẹ, cha mẹ trong nhà còn không tin, lớn lên mình nói gì ai dám tin. Mà người không có niềm tin trong cuộc sống, đó là người cô đơn nhất. Cho nên sư nói các bạn trẻ bây giờ, nhiều bạn nói con cô đơn quá sư ơi. Một phần tại cha mẹ, cha mẹ lo tiền quá, không nghĩ đến giáo dục con cái, nên cô đơn. Trường hợp thứ hai là các bạn nói dối nhiều quá, không ai tin mình, trở thành cô đơn. Cho nên sư mong rằng các bạn hãy nhớ hình ảnh chậu nước dơ để không bao giờ tập tánh nói dối. Có một câu chuyện rất hay sư muốn kể cho các bạn nghe. Ở chùa Phước Thới á, thì thầy trụ trì nói mỗi tháng đều có một cái khóa tu đạo làm con. Cho nên nghe từ đạo làm con là mình nhớ liền ơn nghĩa sinh thành làm con phải yêu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở đây tháng nào cũng khóa tu nhắc lại công cha như núi Thái Sơn. Ở chùa sư thì tháng nào cũng có khóa tu cho người mù. Mà các bạn có biết không, sư nói cái khóa tu sắp tới đây, các bạn mù tự làm một chương trình văn nghệ. Các bạn mù tự hát, tự soạn kịch diễn. Còn múa thì không thấy đường để múa rồi. Các bạn thấy tội không? Em câm điếc thì mới múa thôi. Mà thường là múa phải có nghe nhạc mới múa được. Cho nên cô giáo ra hiệu tới đâu thì câm điếc lắc tay lắc chân đến đó, chứ tai là không nghe gì hết rồi đó. Thế rồi cái ngày hôm khóa tu đó, các học sinh mù và thầy giáo mù đã diễn ra một cái vở kịch tự biên tự diễn, mà sư thấy rất là cảm động. Thầy giáo đã đóng vai một người cha, thầy Sim đó, ở trường khuyết tật Biên Hòa Đồng Nai, là thầy bị cụt cái cánh tay mà thầy lại mù. Xong rồi đó, đứa con thì bị khiếm thị, tức là nó mù nhưng mà nó thấy hơi mờ mờ. Khiếm thị là thấy rất yếu, gần như mù mà chưa mù hẳn, gọi là khiếm thị. Còn mù là không thấy hoàn toàn. Nghe chừng đó thấy mình là có phước quá rồi, mắt mình sáng quá rồi, không có mù mờ gì hết. Xong rồi cái vở kịch đó nó bắt đầu bằng một cái cảnh là đứa con khiếm thị dắt cha đi bán vé số. Đó. Rồi bắt đầu là trong một cái cảnh trời mưa. Mưa quá, xong rồi bố mới bảo con ơi, mưa ướt hết bố con mình rồi, phải tìm chỗ mà trú thôi. Cho nên nó mới dắt bố đi vào trong một cái hàng hiên và ngồi xuống đó để trú mưa.
Nhưng mà đêm qua đi bán vé số về khuya quá, cho nên bố ngồi một chút thì bố ngủ gật, ngủ luôn. Bố nằm xuống cái hiên nhà, bố ngủ. Thì nó thấy bố nó ngủ xong rồi thì là gì? Nó mới quạt cho bố. Xong rồi một lúc sau nó cũng gục trên cái chân của bố nó ngủ. Cái vở kịch đó là các em nó tự soạn và tự diễn ra cho sư coi đó. Thì trong giấc mơ đó, cái bạn học sinh khiếm thị đã thấy mẹ hiện về, bởi vì mẹ của bạn chết rồi. Thì mẹ là một cô giáo mắt sáng. Mẹ đi vô: "Ôi mẹ đã về à?" Đó trong giấc mơ. Thì mẹ ôm chầm lấy đứa con của mình và nói: "Trời ơi, con gái của mẹ, trời mưa con ướt hết rồi, như vậy hay sao?" Thì đứa con gái nó rất là có hiếu: "Mẹ ơi, mẹ hãy che cho ba, chân ba dài quá, nó thò ra ngoài hiên ướt hết từ đầu gối đến chân của ba rồi. Còn con thì nép vào trong chân ba là được rồi mẹ." Mẹ nói: "Không, mẹ thương con gái của mẹ. Con gái của mẹ nhỏ bé quá mà phải dắt cha đi bán vé số từng ngày. Cuộc sống này bằng tuổi con người ta được ăn, được học, được đến trường. Nhưng con của mẹ phải đi bán vé số và chịu mưa, chịu nắng, bữa đói, bữa no." Đứa con nói: "Nếu mà mẹ thương con như vậy, mẹ đừng đi nữa. Mẹ ở lại đây với con và ba đi mẹ." Thì mẹ nói rằng: "Con ơi, mẹ đã là người của thế giới bên kia. Mẹ đã chết rồi, mẹ không bao giờ trở lại với con được nữa. Ở đây em nào mất cha, mất mẹ rồi là sẽ hiểu điều đó, không bao giờ tìm lại được nữa đâu. Nhưng mà có em đang được sống với cha mẹ, thì cha đạt lên tình yêu thương, lên tuổi già, bóng xế của cha mẹ. Cho nên đứa con gái nói mẹ thương con thì mẹ phải ở lại đây với con. Con không có chịu là mẹ đi đâu hết. Con bán vé số cả ngày con cũng không buồn đâu. Con sẽ lấy tiền mua gạo nấu cơm cho ba. Con sẽ lo lắng cho ba vì ba đã mù mà chỉ còn có một cánh tay thôi. Nhưng mà mẹ phải hứa với con rằng mẹ đừng đi đâu nha mẹ." Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Em bé cầm tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, như vậy mẹ ra đi là con mất tất cả, con chẳng có gì hả mẹ?" Người mẹ mới nói: "Thế thì con có ước mơ gì không? Con hãy nói đi, hãy nói với mẹ đi. Biết đâu những ước mơ của con, mẹ sẽ giúp con được một điều gì đó." Thì đứa con gái nó mới nói rằng: "Mẹ ơi, con muốn ba điều ước mẹ cho con được không mẹ? Con cứ nói đi, cái gì mẹ làm được mẹ sẽ cho con. Mẹ ơi, con muốn con được đi học. Đó là điều ước đầu tiên. Điều ước thứ hai là con muốn mắt của cha con được sáng lên, để cha con khỏe mạnh, lành lặn như mọi người, để đi làm, có tiền cho cha và con sống hạnh phúc." Nó không ước cho mắt nó sáng mà nó ước mắt của cha nó sáng lên. Điều ước thứ ba là con chỉ mong muốn tất cả các bạn mù lòa như con đều được một lần trông thấy mặt của cha mẹ mình. Tức là được sáng mắt lên một lần thôi rồi mù lại cũng được. Ba điều ước: một là được đi học, hai là mắt của cha sáng lên để cha được đi làm, cha có tiền nuôi con, và ba đó là tất cả những bạn mù lòa khiếm thị như con đều được một lần sáng mắt lên nhìn thấy cha mẹ của mình.
mình trong cuộc đời mình, nếu ai cho mình điều ước là mình chỉ nghĩ có tiền 100.000 chơi game tới tối, thêm ngày mới hết. 20.000 đi vô làm tô phở, mấy nay ăn nhà ăn cực quá. 100.000 đi mua đôi giày mới, cái giày rách rồi. Các em chỉ biết nghĩ những cái món vật chất đôi khi rất tầm thường, nhưng không bao giờ nhìn thấy đôi dép của mẹ cha đã rất mòn và áo của mẹ đã rách. Em nào biết nghĩ tới mẹ, tới cha, em đó mới là trải nghiệm cuộc sống có ý nghĩa và giá trị. Cho nên, sư muốn nói với các bạn rằng, khi nói xong ba điều ước đó, thì người mẹ nói gì? Con ơi, mẹ không thể nào cho con đến trường được, vì mẹ đã là người của thế giới bên kia, mẹ đã chết. Con vẫn sẽ không được đi học, cho đến khi nào có những trái tim, có những bàn tay yêu thương con, như mẹ thương con, như cha thương con, giúp đỡ con, thì con mới có thể bước chân vào mái trường. Ước mơ thứ hai, con muốn cha mắt sáng lên. Thì con ơi, mẹ cũng không phải là bác sĩ, mẹ cũng không phải là thần tiên gì mà làm cho mắt cha con sáng lên được. Cho nên cha con vẫn sẽ là một kẻ mù lòa. Ước mơ thứ ba của con muốn tất cả những bạn mù, bạn của con trong đời này sẽ có một lần mắt sáng lên, chỉ một lần. Để làm gì? Để thấy cha và mẹ dù chỉ một lần thôi, rồi mù lại cũng được. Một cái ước mơ như vậy, các bạn phải nghĩ lại mình đi. Nếu thật sự có ai cho mình điều ước, mình có nghĩ đến ước cho cha, cho mẹ giữ mãi tuổi thanh xuân. Cầm chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng buồn như thể tiếng mưa rơi. Giá mà con níu thời gian được, níu cả thời gian tiếng mẹ cười. Có ai ước mơ cho mẹ cười hoài, cho cha cười hoài, ước mơ mình đem lại hạnh phúc cho cha mẹ không? Hình như không. Chúng ta chỉ có những sự mong muốn ích kỷ. Cho nên chỉ nghe một em bé mù ước mơ, sự quyết định hôm nay phải vào kể cho các bạn khóa tu mùa hè chùa Phước Thới. Ba điều ước của em bé nói lên mẹ có giúp được điều gì không? Không, mẹ đã chết. Mẹ ơi, con muốn mẹ sống dậy đi, con sẽ nấu một bữa cơm cho mẹ. Không con ơi, con hãy nấu cơm cho ba, mẹ đã chết rồi. Nếu con có lòng nấu thì mẹ chỉ đón nhận lòng hiếu thảo đó qua làn hương ngọt ngào của chén cơm thơm thảo mà thôi, mẹ cũng không ăn được đâu con ạ. Vậy con ước cái gì cũng không được hả mẹ? Con ơi, âm dương cách biệt, mẹ không làm gì được cho con. Mẹ chỉ ân hận là khi sanh con ra lại không cho con một đôi mắt sáng như người ta, mà mẹ lại chết quá sớm. Còn tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có đôi mắt, chúng ta không câm điếc tàn tật, chúng ta đã làm gì cho cuộc sống, cho mẹ cha, cho gia đình, cho xã hội? Hay chỉ là tiếng kêu trời ơi của mẹ? Trời ơi, tôi sanh ra đứa con như vậy sao? Trời ơi, tôi phải khổ vì con tôi như thế này sao? Các con hãy nghĩ lại, mình được sanh ra trong cuộc đời này, được toàn vẹn trong các căn, được sống cho tử tế. Hãy biết rằng cha mẹ đã hy sinh đến giọt mồ hôi, giọt máu, giọt sữa cuối cùng rồi. Và các bạn diễn tới đó rồi là hết. Cha giật mình tỉnh dậy. Ba ơi, mẹ về thăm con nè ba. Đâu? À con ơi, có lẽ là giấc mơ, mẹ con chết rồi mà. Ba ơi, con đòi cái gì mẹ cũng không làm được cho con hết. Con xin chỉ một lần mắt sáng để con thấy ba, nhưng mà cũng không được.
Con xin ba được mắt sáng để ba khỏe mạnh, ba đi làm việc như người ta. Nhưng mẹ nói cũng không được. Và vở kịch đó hạ màn. Cha con ôm nhau trong dòng nước mắt. Nhưng cái vở kịch đó nó nói lên cái điều gì? Đó, cuộc sống của các học sinh mù lòa là như thế. Ước mơ nhiều thứ mà không được. Mà đó vì sao mù lòa? Là nhân quá. Mình gieo nhân bất hiếu cho nên mẹ mình mất sớm. Mình gieo nhân làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh nên nay mù lòa, câm điếc và tật nguyền. Tất cả là do nhân quả mà tạo ra cuộc sống hôm nay. Các em nghe pháp của sư giảng rồi, các em phải gieo những nhân lành trong mảnh đất tâm để quả các em ngày mai được hương thơm, được trái ngọt. Rồi cũng có những bạn mù, nhưng mà rất là tuyệt vời. Sư nói bạn mù để các em tự đối chiếu lại xem mình sáng, mình giỏi hơn bạn mù không? Bạn mù nhưng không bao giờ than van hết, rất lạc quan và dễ thương. Mù á, tội lắm. Mỗi lần các bạn về chùa sư tu học hát vang trời hết. Cho nên thầy Sim đó, thầy giáo mới sáng tác một bài hát cho các bạn là: dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng trên đôi môi này vẫn luôn tươi cười. Em nó hát như thế, nó vui lắm. Nhưng mà một em đó, hát hay lắm, lên kể với sư rằng: sư ơi, hôm nay con có chuyện vui con kể cho sư nghe. Nói chuyện gì vậy con? Nói nhà con hôm nghỉ hè đó, nhà con sơn lại nhà. Mà bạn này thì bố lại mất sớm, bạn mù còn lại mẹ. Mà em thì không mù, nhưng em lại mù. Bạn nói là gọi người đến sơn nhà. Thì sơn xong rồi đó, mẹ con trả tiền cho thợ sơn. Chú thợ sơn nói là hôm đầu đã sơn hết cái nhà đó là 2 triệu. Nhưng mà sơn xong cái nhà rồi chú lấy có 500 ngàn à. Mẹ nói sao kỳ vậy, bữa trước hợp đồng là 2 triệu, nay sao chú lấy rẻ chứ vậy? Thì em bé mù mới nói rằng là: sư biết làm sao không? Mẹ con hỏi ông thợ sơn vậy đó. Cái ông nói rằng: tôi là thợ sơn, nhưng mà tôi chỉ sơn có bằng 3 ngón tay vì tôi đã cụt hết 2 ngón. Tay phải còn có 3 ngón tay à? 3 ngón để cầm được cái cọ sơn. Còn bên cánh tay trái là cụt đến sát tới trên cái nách. Tức là ống sống chỉ có 3 ngón tay thôi mà làm nghề thợ sơn. 3 ngón tay mà nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân. Có những bạn trẻ 20 mấy tuổi rồi vẫn là ăn bám xã hội và gia đình. Đau khổ như vậy. 3 ngón tay làm nghề thợ sơn. Và cái hợp đồng sơn cái nhà đó 2 triệu đồng. Vậy mà cuối cùng lấy có 500 ngàn. Bà mẹ hỏi sao vậy? Ông nói rằng: con của chị quá dễ thương. Nó là một đứa bé mù, mà tôi vô tôi sơn nhà, nó bưng nước, nó nói chuyện. Khi tôi buồn, nó hỏi vì sao tôi buồn. Nó mù nhưng mà tất cả đồ đạc trong nhà nó biết ở đâu, tức là nó thuộc lòng. Nó đem cơm, nó mời nước, nó nói chuyện rất dễ thương. Và tôi tự nhiên tôi thấy yêu đời. Mời tôi đến sơn nhà tôi đã biết ơn chị rồi, không chê tôi là người tàn tật. Mà con chị mù mà nó tiếp đãi quá dễ thương. Nó cho tôi uống nước, nó mời tôi ăn cơm, nó hát cho tôi nghe. Và nó làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này quá là đáng sống. Cuối cùng tôi thấy rằng cái việc đến sơn nhà của chị cho tôi niềm tin yêu trong cuộc sống. Tôi lạc quan hơn, tôi quý mến giá trị cuộc sống nhiều hơn. Dù tôi chỉ còn một cánh tay và trên cánh tay phải chỉ còn 3 ngón tay. Tôi cảm ơn đứa con mù của chị và tôi chỉ lấy 500 ngàn đồng mà thôi. Cho nên, em bé mù kể chuyện cho sư nghe. Sư nói con thật tuyệt vời. Con mù mà con đã cho người khác niềm tin vào cuộc sống, lạc quan, tin yêu.
Và thay vì lấy 2 triệu đồng, ông lấy 500 ngàn. Vì ông đến với cái nhà em mù này, ông thấy cuộc đời này rất đáng sống. Các em không có mù lòa tàn tật gì hết. Các em lại đầy đủ các căn để nghe sư thuyết bài pháp về cuộc sống hôm nay. Sư tin rằng các em sẽ sống tốt hơn, đối xử với cha mẹ tốt hơn, có tình, có nghĩa, có nhân. Các em phải có sức chịu đựng nhiều hơn, yêu mến tập thể, bảo vệ môi trường, học tập cho tốt. Bởi vì biết bao nhiêu học sinh mù lòa, nghèo nàn, ước mơ được đến trường mà chưa được đến trường. Vì đất nước ta còn nghèo, vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Cho nên những gì các em đang có trong bàn tay, trong cuộc sống, gia đình của các em hôm nay, hãy trân trọng và gìn giữ nó như gìn giữ đôi mắt của chính bản thân mình. Pháp thoại của sư đến đây là hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn trẻ, qua đề tài thực tập trải nghiệm cuộc sống, cũng có nghĩa ni sư nhắc nhở cho chúng ta là từ bỏ những cái xấu ác, những cái hư làm phá hoại cái công đức phước báo của chúng ta, mà chúng ta cần phải thực hành những việc thiện, những việc tốt lành. Ví dụ như là chúng ta phải biết nghe lời cha mẹ, biết đền đáp công ơn cha mẹ, nghe lời những bậc sư trưởng, các vị thầy của mình. Và đặc biệt là chúng ta nên từ bỏ việc nói dối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ni sư, ngũ nguyện hồng ân tam bảo từ bi thì từ gia hộ cho ni sư, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Thời giờ này buổi pháp thoại cũng đã thập toàn viên mãn. Chúng con ngũ nguyện ni sư khởi thân, cùng mời toàn thể các bạn trẻ đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.